Thư sư công trình dịch chú giải của bộ kinh Nikaya từ tiếng Thái sang Việt, ngoài Attakatha chú giải có kẹp theo dịch Tika phụ chú giải và Anuttika phụ theo chú giải hay không? Xin thưa với quý vị á, là hôm rồi sư đi Thái thì sư thỉnh chọn bộ Attakatha về rồi. Và khi đến đó thì nhờ có Hòa Thượng Pháp Chất cũng dẫn sư đi hỏi các cái trường đại học. Thì Tika đó là chưa có, nếu có thì cũng chỉ là những cái quyển mà nhỏ lẻ. Và phải nói là nhờ ơn Hòa Thượng thì Hòa Thượng mới nhờ một vài vị ở bên Thái á, nghiên cứu đi tìm, đi lục dùm coi là bây giờ Tika đã có dịch ra những cái quyển nào rồi, thì có bao nhiêu mình thỉnh bấy nhiêu. Nhưng mà cái này là cái chuyện mình không có hứa trước được. Tại vì đợt đi vừa rồi là sư đi lục tung hết, ngài dắt sư đi lục tung hết các cái nhà sách, các cái thư viện, đi đến trường đại học thì vẫn không có. Cho nên là trên tinh thần thì mình không có quá trông đợi vào cái này. Tika đã như thế thì huống chi là Anuttika. Tuy nhiên thì bản ở bên Miến thì sư nghe Đại Đức Tuệ Tường nói là có dịch một số cái bộ phụ chú giải. Nhưng mà thì chút xíu nữa sẽ nghe Đại Đức chia sẻ như thế nào. Nhưng mà với sư thì sư sẽ chưa có đụng tới cái bộ của Miến đâu. Tại vì sao? Bởi vì bây giờ chỉ riêng cái bộ Thái nè, mình ăn mình còn chưa có tiêu hóa được hết. Mà Miến thì cái ngôn ngữ Miến, người Việt mình giỏi tiếng Miến nó không có nhiều, thành ra là nó không có đơn giản đâu. Cho dù có thì cái chuyện dịch cũng không có đơn giản. Tuy nhiên thì nếu như mà có ai đó mạnh, mình gọi là mạnh vì gạo mà bạo vì tiền á, cứ quăng vô công trình này đầu tư chừng vài trăm triệu thì mình có vốn thì mình có thể mình thuê thêm người được. Chứ còn bây giờ thì cái kinh phí ấy, nó vẫn còn trong cái giai đoạn là sơ khởi. Cho nên là mình sư rất là khó nói. Chừng nào mình có một đống vốn đi rồi thì nó sẽ dễ nói chuyện hơn. Lúc đó quý vị muốn sư dịch cái tiếng gì cũng được, cái tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha cũng được hết, đưa tiền để sư dịch cho ha. Đương nhiên nếu có thì mới dịch được nha. Không biết cái tình hình chú giải ở bên Miến như thế nào thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, nói về pháp học thưa quý vị, hay nói về tâm tạng, thì có hai nước quốc giáo ngoài nước quốc giáo như là Sri Lanka, nước tiêu biểu, gọi là nước giáo tiêu biểu, Thái Lan, Sri Lanka, Myanmar, Campuchia, đó là những nước tiêu biểu gọi là có tâm tạng thưa quý vị, gọi là có tâm tạng riêng của từng nước đó, tâm tạng Bali riêng nước. Thì có một lần á, sư có hỏi một cái vị sư đang học tiến sĩ á, đang học tiến sĩ ở trường ITBMU, tức là trường Đại học Phật giáo quốc tế Theravada thưa quý vị. Thì chư hỏi Đại Đức á, hỏi dạ Bạch Đại Đức, cái công trình đó mà Attakatha, Tika, Attakatha là chú giải, còn Tika cũng chú giải, thì bên Miến đã dịch xong chưa? Thì Đại Đức nói là riêng phần cái đó, phần đó là bên Miến họ làm xong chưa vậy? Vì mình thấy được riêng đặc biệt Miến ở Sri Lanka thì chưa có cơ hội để sư hỏi một quý vị nào mà có nghĩa là có vị nào mà có nghĩa là mình hiểu rõ đó, để mình biết rõ như thành Sri Lanka sao, nhưng mà bên Miến thì họ đã làm được quý vị. Vì mình thấy được cái đúng là Đức Miến nghe cái phương diện mà gọi pháp hành ở thời điểm này nha, cái nghĩa là đây là cũng nhận định chủ quan sư thôi nha, chứ không phải là sư sư lấy một cái nguồn nào hay là một cái số liệu nào căn cứ. Mà ở Miến thì khi mình nghe được cái đó tin rất là mình rất là hoan hỷ thôi. Thì một tuy là mình chưa có chạm đến ngôn ngữ cách biệt, nhưng mà mình nghe được các ngài mà làm như vậy, thì cái điều đó đó chính vì tại sao sư cãi cái điều này,
Thì cả cái điều này để cho quý vị biết là đặc biệt có miếng là cái nền pháp học pháp hành đó, các vị trưởng lão hoặc là bộ tôn giáo của Myanmar, các ngài rất là lưu tâm và trân trọng chánh pháp Đức Thế Tôn. Cho nên là các nhân tài giống như các ngài Tam Tạng, rồi các ngài Thiền Sư Lỗ Lạc, rồi các ngài Bí Quan Xá. Ngài Bí Quan Xá là danh hiệu mà gọi là phải thông thạo Tam Tạng, thưa vị, thông thạo Tam Tạng. Mà cái bằng đó thi trước, bằng đó là phải thi trước 30 tuổi. Mình thấy rất là quý những ngày đó. Cho nên là qua chia sẻ này thì để cho quý vị hiểu hơn để mình trân quý thêm. Ví dụ mà có may này mình đi qua Miến Điện, đúng không? Đi qua Miến Điện rồi mình có dịp mình đến những ngôi chùa, rồi những cái thánh tích, rồi những cái tăng đoàn của Myanmar, mình hãy trân trọng những cái nơi thánh tích đó, thánh tích bên Myanmar, trân trọng những vị sư Myanmar và tăng đoàn Myanmar, không? Tại vì những cái hành động đó, mà thiết thực đó, mà các ngài làm đó, đó là góp phần để bảo tồn chính pháp, thưa quý vị. Dạ, ông xin kết thúc phần chia sẻ này. Và như Đại Đức Tuệ Tường nói là cái Tika, Anuttika thì chắc có lẽ là không biết, nhưng mà Tika đó thì đã dịch ra rồi. Thì bây giờ á, sư chỉ hỏi quý vị một cái vấn đề thôi, là mình có tiền không? Có tiền thì mới làm việc được, chứ còn không có thì nó kẹt lắm. Phải nói là sư rất biết ơn là những nhiều vị đã nỗ lực hỗ trợ, nhưng mà con đường còn rất là dài. Mà bây giờ mình sư cũng băn khoăn là mình dàn trải rộng quá thì mình nuốt không trôi, mình nó không có tiêu hóa được ấy. Nó kẹt lắm. Bây giờ nếu như mà quý vị gọi là mình có tài chánh, thậm chí sư có thể đi qua Miến, sư thỉnh cái bộ Athakatha và Tika tiếng Miến về, rồi mình tìm tìm cái vị mà dịch được từ tiếng Miến qua Việt, hiếm lắm nha, không phải dễ đâu. Biết tiếng Miến là một chuyện, mà rành tiếng Miến mà để đọc Athakatha và Tika để dịch qua tiếng Việt lại là vấn đề khác, chứ không phải là chuyện đơn giản nha. Đó, rồi để dịch thì có thể là thí dụ như bây giờ sư đang dịch tiếng Thái, là đang dịch Trung Bộ Quyển 1, thì có thể là mình sẽ thuê người ta dịch Trung Bộ Quyển 2 hoặc Trung Bộ Quyển 3. Như vậy thì thí dụ như bây giờ tương lai mình sẽ có giống vậy nè: Trung Bộ Quyển 1 là tiếng Thái, Trung Bộ Quyển 2 là tiếng Miến, Trung Bộ Quyển 3 là tiếng Bali, thí dụ như vậy. Đó, thì rồi tới Tăng Chi Quyển 1 là tiếng Thái. Thì như vậy đó, cái tốc độ mình sẽ nhanh hơn, tốc độ mình sẽ nhanh hơn. Còn trong trường hợp của Miến thì nếu như mình không tìm được người dịch trực tiếp từ tiếng Miến và tiếng Việt, mình thậm chí phải đi qua thông qua một ngôn ngữ khác là dịch qua tiếng Anh. Tức là cái bộ Tika, Athakatha Tika đó, mình phải dịch qua tiếng Anh. Rồi từ tiếng Anh đó mình mới thuê người dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, thì chi phí nó tốn gấp đôi. Nhưng mà nói chung ra thì mình mạnh gì gạo bạo gì tiền thôi, mình có kinh phí thì cái gì cũng được hết nha, có kinh phí thì cái gì cũng được hết. Một ngôi chùa xây lên thì Phật tử Việt Nam mình xây lên cả đống ngôi chùa. Có chùa bèo bèo cũng một vài tỷ, mà nó hoành tráng tí xíu thì mười mấy tỷ, chùa cả trăm tỷ cũng có mà. Thì sư tin là mình có khả năng được, làm được chứ không phải không được. Nhưng mà vấn đề là những cái tay đại gia thí chủ đó, họ có biết được cái công trình này hay là không? Sư rất là ngại, bởi vì hiện tại bây giờ cho quý vị biết là chỉ mới dịch xong chú giải của hai bài kinh Trung Bộ là bài 7, bài 8 thôi. Sư thì sư dự định á, là mình dịch 10 bài kinh, chú giải 10 bài kinh á, rồi mình nói ra thì thiên hạ họ sẽ thấy là ồ, ông này ông làm được. Thì cái chuyện mình kêu gọi nó dễ,
Chứ còn bây giờ mình mới làm ít quá mà mình kêu gọi nó kỳ, người nhiều người họ có thể họ nghĩ bất thiện ấy, thì nó sẽ là cái chướng ngại cho họ trên cái con đường đạo lẫn đường đời, thì nó không có hay. Cho nên thì bây giờ sư vẫn hạn chế cái chuyện là kêu gọi, mà nhưng mà trong bụng sư thì sư vẫn thầm mong là tài chánh của mình thì sẽ dư dả, sẽ đủ để mình mạnh tay mình làm những chuyện lớn. Đó là cái suy nghĩ của sư. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.